Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với Nguyễn Công PC. Đã bao giờ anh em thắc mắc màn cong sinh ra để làm gì và ưu nhược điểm của màn cong chưa? Bắt đầu video thôi, video này dành cho các bạn đấy. Trước tiên thì chúng ta sẽ nói về cái việc gọi là thiết kế của một chiếc màn cong đi. Thì khi anh em nhìn vào một chiếc màn cong, nó là đường cong mà. Có bao nhiêu ông ở đây không thích đường cong đúng không? Một đường cong hoàn hảo. Thì chúng ta ở những chiếc màn cong và cụ thể là một em Philip 27 gì đó, mình không nhớ chính xác mã, mình sẽ để mã ở ngay trên màn hình thôi để cho anh em dễ đọc. Đấy, thì nó sẽ có một cái đường cong hoàn hảo anh em ạ. Mình có thể gọi đường cong hoàn hảo bởi vì là nhìn nó rất là sexy. Và khi anh em đề co những cái góc gọi là kiểu nhìn nó mềm mại ấy, thì đương nhiên là cong nó sẽ ngon hơn thẳng đúng không? Thì đấy là một cái điểm đầu tiên mà màn cong có lợi thế hơn. Cái điểm thứ hai đó chính là cái việc nhờ có cái độ cong. Thì ở đây độ cong anh em thường sẽ thấy là các màn hình ghi là tầm khoảng 1000 mấy trăm R này, 1800 R này. Thì cái R ở đây ấy, nó chính là bán kính của cái đường tròn. Và cái hình, cái độ cong của màn hình ấy, nó sẽ phù hợp vào cái đường tròn đấy. Nói như thế nghĩa sao? Nghĩa đơn giản, cái số ví dụ như là 1500 R hay 1100 R hoặc là 1800 R ấy, nó biểu thị cho độ cong. Và con số này càng nhỏ thì màn hình của anh em sẽ càng cong hơn. Và cái việc màn hình cong này nó cũng giúp cho anh em có một cái lợi thế hơn màn hình phẳng. Đó chính là cái việc anh em ngồi ở một vị trí, anh em nhìn ra tất cả các góc của màn hình, nó vẫn tương đương với cả cái khoảng cách anh em nhìn thẳng vào trung tâm màn hình. Cái điều này sẽ màn hình phẳng không làm được. Bởi vì là màn hình phẳng thì nó sẽ chỉ là một bề mặt này thôi. Anh em nhìn ra góc thì đương nhiên là sẽ xa hơn, anh em nhìn ở trung tâm đương nhiên sẽ gần hơn. Nhưng mà màn cong thì nhìn tất cả các điểm nó đều ngon, nó đều tương tự như vậy. Nhờ cái việc này mà mắt anh em sẽ không phải điều tiết khoảng cách liên tục khi mà anh em nhìn nhiều góc màn hình khác nhau. Thì như vậy mắt anh em sẽ được bảo toàn hơn, bảo đảm hơn và đỡ mỏi mắt hơn. Đấy là điểm thứ hai của một chiếc màn cong. Và cái điểm lợi thứ ba mà mình muốn nhắc ở đây ấy, với anh em đó chính là khi anh em làm được màn cong thì như mình đã nói ở điều 2, đó chính là khoảng cách mắt của anh em với tất cả các góc của màn hình nó đều tương đương. Thì như vậy chúng ta sẽ làm được nhiều tỷ lệ màn hình dài hơn. Thật sự luôn, bởi vì là anh em có thể thấy là chúng ta có thể là có một chiếc màn phẳng 21:9 đúng không? Nhưng làm sao anh em có được một chiếc màn hình phẳng 32:9? Không thể, bởi vì là như vậy mắt anh em phải điều tiết rất là nhiều và gần như các nhà sản xuất không làm. Nhưng màn hình cong 32:9 hoàn toàn có thể. Và như vậy anh em sẽ chơi được nhiều tựa game hơn. Như ở những tựa game thế giới mở này, anh em ngắm cảnh được nhiều hơn, anh em chơi đua xe nhìn được nhiều cảnh hơn, anh em chơi MOBA, chơi Liên Minh Huyền Thoại, chơi những cái game mà cần phải lia map ấy, thì anh em hack map được luôn đấy. Bởi vì những chiếc màn hình dài như thế nó sẽ rất là ngon. Và thực ra là cũng chả cần đến những chiếc màn hình dài như thế đâu. Cụ thể như kiểu em Philip 27 này thôi, chúng ta đã có một cái độ cong vừa đủ để anh em có thể sử dụng này, vừa có thể giải trí và có thể làm việc một chút, miễn là không liên quan đến vector là được. Đấy, thì đấy là những cái điểm mà mình nghĩ là một chiếc màn hình cong sẽ mang đến cho anh em rất là ok. Thì ở đây thì mình cũng đang có một em là Philip 27 nhé, thì mình sẽ nói qua với em đó. Thì đầu tiên về thiết kế thì chúng ta sẽ có một cái gọi là thiết kế rất là basic và cơ bản thôi. Vẫn có VESA mount, chân đế vẫn ổn và cổng kết nối đầy đủ để cho anh em có thể sử dụng được này. Và bây giờ tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với cả những cái điểm mà mình nghĩ là màn hình cong hiện tại vẫn còn đang tồn tại một số điểm nho nhỏ gì đó, điểm trừ. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về tấm nền. Bởi vì theo như mình biết thì để có thể làm được những cái độ cong lớn, ví dụ như 1500R ở đây, thì sẽ khó có thể dùng được IPS. Mà hầu hết tất cả các màn hình cong, mình nói hầu hết nha, không phải tất cả, sẽ dùng là VA. Thì với VA chúng ta sẽ có một cái độ phủ màu nó kém hơn một chút khi mà so với cả IPS này. Chúng ta sẽ có một độ tương phản cao hơn. Mình thấy thường tương phản nó sẽ khá khá hơn. Và cái độ sâu của màu đen nó lại cao hơn. Mình cái này thì mình cũng không rõ, bởi vì thực ra mình không tìm hiểu chi tiết là cách hoạt động của tấm nền như thế nào. Nhưng mà sau khi mình được trải nghiệm rất nhiều tấm nền từ IPS cho đến VA thì mình cảm nhận được là IPS luôn bị hở sáng đúng không? Còn VA thì nó hạn chế đi khá nhiều tình trạng sở hở sáng đấy. Thì với những anh em sử dụng để giải trí thì VA có khi lại là một sự lựa chọn tốt hơn. Bởi vì anh em giải trí, anh em sẽ xem phim, anh em sẽ chơi game. Mà đâu đó trong cái quá trình chơi game và xem phim đấy, anh em sẽ gặp những cái game có môi trường tối này, anh em sẽ gặp những cái nơi mà gọi là khung cảnh tối, khung cảnh vũ trụ bao la đi, thì màn hình VA lại mang cho anh em một cái trải nghiệm tốt hơn ở trên những khung cảnh đấy. Và ở đây thì mình cũng đang có VA này, 27 inch này, Full HD này, thậm chí tần số quét còn lên đến là 165Hz, nghĩa là được anh em chơi game sẽ cực kỳ ngon. Và từ vừa nãy tới giờ mình đang chiếu anh cho em một video 4K, thì nếu mà IPS mình chấm về độ màu sắc nó là 9 điểm đi, thì em này cũng có thể được đến 7,5 đến 8, nghĩa là nó có thể đáp ứng đủ được cho anh em nhu cầu giải trí
và làm tiền một cách rất nhẹ nhàng, một cách rất ngon lành, không có vấn đề gì cả. Đấy. Và với tấm nền VA thì như mình có nói là nó có thể chưa bằng IPS cho lắm, nhưng mà ở trên chiếc Philips 27 này chúng ta có một cái tấm nền VA khá là chất lượng, khi anh em có thể thấy là giải màu của mình rất là tốt nhá. Giải màu đâu đó khoảng 98% sRGB này, 70 đến 80% Adobe RGB. Như vậy thì anh em vẫn có thể làm việc một cách nhẹ nhàng, ví dụ như ở chỉnh sửa ảnh hoặc là chỉnh sửa video một cách ok mà không bị sợ sai lệch màu quá. Tại sao mình lại nói như thế? Bởi vì anh em có thể nhìn thấy được là độ sáng và độ tương phản của chiếc màn hình này nó cũng ở mức rất là tốt, khi mà nó có thể đạt được con số điểm như anh em đang thấy ở trên màn hình đây. Đấy, còn về độ sai lệch màu sắc thì nó chỉ đâu đó khoảng 1 phẩy mấy đến 2 phẩy mấy, hình như dưới 2 phẩy, mình nhớ không nhầm bởi vì mình chấm rồi nhưng mình quên mất. Nói chung là về thông số của chiếc màn hình này của chúng ta đều rất là ổn để cho anh em có thể giải trí một cách rất ngon lành, và thậm chí là anh em có thể làm việc một chút chút ở đây. Mặc dù là mình không khuyến khích quá nhiều anh em sử dụng tấm nền VA để làm việc đâu, nhưng mà nếu anh em muốn có một chiếc màn hình đa năng, muốn anh em có một chiếc màn hình mà đâu đó có thể thi thoảng chúng ta làm việc, thì đây cũng sẽ là một chiếc màn hình khá là ổn đấy chứ, Philips 27. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nói tiếp về một cái phần nữa mà mình nghĩ là cũng là sẽ là một vấn đề nhỏ nhỏ nữa của một cái màn hình cong cũng như là tấm nền VA. Đó chính là cái việc bởi vì nó cong, thế nên là khi ánh sáng chiếu vào ở mỗi góc độ khác nhau thì nó lại phản xạ ánh sáng theo một góc khác nhau. Nghĩa là nếu anh em đã sử dụng những chiếc màn hình cong này thì hạn chế chiếu ánh sáng trực tiếp lên màn hình, bởi vì dù sao nó là màn cong, nó sẽ khúc xạ, nó sẽ phản xạ, nó sẽ bắn lung tung cái ánh sáng vào mắt anh em. Thì như vậy thì có thể là trong đâu đó một vài trường hợp, một vài môi trường anh em sử dụng màn cong sẽ bị khó chịu. Thì như vậy, lời khuyên chân thành để khắc phục được tình trạng này đó chính là anh em không nên chiếu sáng trực tiếp một nguồn sáng nào đó vào một chiếc màn cong khi anh em đang sử dụng. Ok, đấy, còn thêm một điểm nữa mình cũng muốn nói thêm là bởi vì nó là màn cong, nó có thể decor đẹp, nhưng mà nếu mà để cho anh em gắn vào tường thì nó lại là một câu chuyện khác nhá. Bởi vì anh em thấy đúng không, nó cong, nó không thể là ốp hoàn toàn vào tường được, mà chỉ có cái tiếp điểm của Vesa mount hoặc là tiếp điểm của chân ốc nó phẳng thôi. Thì như vậy thì anh em sẽ khó treo tường hơn, nhưng mà anh em hoàn toàn vẫn có thể gắn am được. Hoặc nếu như em này, em Philips 27 này, chúng ta có một cái chân đế vừa đủ vững chắc thì anh em đâu đó cũng không cần đến dùng gắn vào tường. Hoặc là anh em dùng am thì em này cũng có am. Đấy, thì chỉ mỗi lưu ý là không nên gắn vào tường, bởi gắn vào tường nhìn nó chênh vênh lắm, nhìn hơi đáng sợ một tí. Và sau khi mà chốt lại được tất cả những ưu điểm và nhược điểm mà mình có kể trên của một em màn cong, thì anh em sẽ có thể thấy là chiếc màn cong nó sẽ phục vụ cho em cái nhu cầu chủ yếu, đó chính là giải trí. Chứ về làm việc thì nó sẽ có một vài yếu điểm, ví dụ như là anh em vẽ đường thẳng các thứ ra thì nó sẽ không thẳng lắm, bởi vì anh em nhìn nó không thẳng đâu. Thì đấy chỉ lưu ý của mình thôi. Đó, thì đấy là những chia sẻ qua của mình về một chiếc màn cong, ưu nhược điểm của nó. Và cụ thể thì mình lấy một em Philips 27 in ra đây để có thể gọi là có giáo cụ trực quan để cho anh em dễ hiểu hơn. Thì anh em thấy sao về video này? Hay là anh em thích mặt phẳng hay màn cong? Thì nhớ để lại comment xuống bên dưới. Và đừng quên là bấm chuông cũng như bấm đăng ký kênh với công ty C để chờ đợi mình trong những video tiếp theo.